Ok. Anh em lúc nãy anh em nhìn thấy thì anh em cho em hỏi là bên kia quân gì anh em? À thôi để em tự cho per, đang định tự tua lại, cho là của game thủ BB. Theo cách đọc thì là cho là quân của game thủ BB. Cho vào Persian. Ok, như vậy là với chiếc quân này thì đội bạn có một chút lợi thế ép đời đến từ Persian. Nhưng mà đánh về lâu về dài thì quân chúng ta là cửa trên rất nhiều. Khi chúng ta có đơn vị quân rất khỏe đó là Egypt và cả con Samarian thêm đầu rất là siêu khỏe nữa. Ngày hôm nay thì rất là vui khi được đồng hành và phục vụ anh em ở trên page của Chim Sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ solo, chúng ta sẽ 2-2 cùng với lại cặp đôi BB Hồng Anh. Theo lịch thông báo vào buổi tối ngày hôm qua thì sẽ là cặp Hồng Anh và Chip Boy. Nhưng mà buổi sáng thì chúng ta có một chút thay đổi. Có vẻ như Chip Boy bận việc cá nhân cho nên là sẽ không tham gia được kèo đấu này. Và thay vào đó, đó là game thủ BB. Vâng, một kèo đấu mà đánh giá là bạn rất khỏe. Thậm chí là tôi nhớ có một thời điểm rằng Chim Sẻ còn phải tuyên bố rằng là BB và Hồng Anh sẽ không bao giờ được gặp với nhau nữa. Rất khỏe. Và tạm thời thì đây là những phút giây đầu trận. Rất là, mong tất cả anh em khán giả chúng ta bổ cho có like, có share để ủng hộ cho kèo đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Chi Mệnh thì đang đồng hành cùng với lại Chim Sẻ. Ngày hôm nay thì có page của Hưởng. À, để em xem lại page của ai nào. Page của Nam. Vâng, như vậy là page của Nam cũng đang phát kèo đấu này. Bình luận viên trên page của Nam đó là Đan. Em chào anh Hà Cường nhé, em chào anh Toàn Đinh, em chào tất cả anh em khán giả đang theo dõi trên cái sóng của Chim Sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. Buổi sáng thì làm cái kèo 2-2 của game thủ Mạnh Hào Anh Huy. Thi đấu cùng với lại 98 và không được khóc. Xong hơi muộn, đánh 5C. Xong lúc 1 giờ gần 15 và em di chuyển từ văn phòng của Ego về đây. Cũng hơi mất thời gian một chút cho nên là cái kèo này thì lên có muộn hơn tầm khoảng 1-2 phút. Cộng với đó là một số cái khâu kỹ thuật nó chưa được chuẩn chỉnh cho lắm. Cho nên là trong cái quá trình tác nghiệp, thời điểm đầu trận, thời điểm đầu của buổi live ngày hôm nay thì cũng kính mong tất cả những khán giả ta cố gắng check hộ em một lượt xem là tiếng game, tiếng mic có vấn đề gì hay không. Nếu có thì em sẽ chỉnh lại một lần nữa để phục vụ anh em một cách chuẩn chỉ nhất. Anh em cho em hỏi một lần nữa đó là tiếng game, tiếng mic ổn không anh em? Đây là Chim Sẻ và đây là game thủ Chi Mệnh, là người cầm đơn vị quân đó là Sumerian. Vâng, tặng một ca sao kìa bình luận viên. Ok anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã và đang đồng hành cùng với Chim Sẻ trong kèo đấu này. Ờ, cái gì đây? Game mic ok, ok, cảm ơn anh em. Anh em đang báo về là tiếng game tiếng mic ok. Về chất quân thì đánh thoải mái, nhưng mà về bài vở thì tôi cảm giác là Chim Mệnh cũng đang thiếu đồ. Em chào anh Thế Dũng nhá, em là Mạc Anh ơi. Tiếng game hơi bé, ok, để em xem nào. Mệnh này, Sẻ này, Hưởng này. Vẫn có tiếng game ok. Anh em chờ tí để em tắt cái tiếng game của ông Mệnh này đi. Để lấy tiếng game của ông Sẻ thôi và tăng thêm một chút tiếng voi. Em vừa tăng thêm gấp đôi tiếng game. Tiếng game hơi bé chút. Em vừa tăng thêm gấp đôi tiếng game nhá. Em chào anh Mạnh Hiếu một lần nữa nhá. Em chào anh Dũng Nguyễn, chào tất cả anh em nhá. Em vừa tăng tiếng game lên gấp đôi rồi đấy. Anh em check của em xem là ok chưa nhá. Ngày hôm nay thì vẫn chưa kịp bàn. Di chuyển từ bên Ego về vẫn chưa kịp bàn. Anh em buổi sáng Mạnh Hào và anh Huy đánh công hiến quá. Vâng, đánh công hiến quá. Nên là cũng đồng hành cùng anh em game thủ mãi đến gần 1:30 xong mới xong. Tiếng game vẫn hơi bé. Ok, để em tiếp tục tăng thêm một chút nữa tiếng game cho anh em. Wow, em cảm ơn bác Lê Duy đã vừa gửi tặng 1.000 sao cho kèo đấu này. Vâng, cảm ơn anh Lê Duy rất nhiều. Ai à, thì là bác Lê Duy là bác ngồi cùng em uống bia đây à. Trời ơi, tưởng ai, hóa ra là người quen. Có quả phù dành cho game thủ Chi Mệnh ở đây rồi. Và kỷ lục ép mặc bình luận 15 trận liên tiếp không thua chuẩn anh ơi. Mà lại còn trong vòng chung kết nữa. Quá rực rỡ. Chuyển sang với lại màn hình máy của game thủ Chim Sẻ. Chúng ta sẽ theo dõi ủi rồi bài 4 vòi này. Egypt của Chim Sẻ này. Ui rồi ôi, đánh cung của laner như thế này thì ai đỡ được. Được rồi bình luận viên ơi. Vâng ok Nguyễn Trọng Cường nhá. Em cũng tên là Đường. Tên của em là tên là Đường. Giấy khai sinh là Lê Văn Đường. Vâng, đây là bây giờ là bài vở mà cứ đẹp là cứ gọi là Lê Văn Đường. 2.000 sao rồi Mạc ơi. Ô à, thế à? Thế là lúc nãy là anh Duy cũng đã tặng 1.000 sao rồi cơ à? Em không để ý, tại vì lúc nãy đang loay hoay xử lý kỹ thuật quá. Kính chúc tất cả anh em khán giả đã có mặt trên kênh sóng của Chim Sẻ một buổi chiều vui vẻ nhá. Cảm ơn anh em và cũng kính mong tất cả anh em là bổ cho kèo đấu một lượt like và một lượt chia sẻ lên các cái trang hội nhóm.
và nếu mà được thì lên sang cá nhân càng tốt. Chuyển sang màn hình máy của chú Mạnh, trận đấu này khi Mạnh đánh chém, Mạnh đang ăn đồ rất xa. Vâng, chuẩn anh Trần An đi ạ. Em thì cái vấn đề mà gáy với lại cái độ gào thét thì hơi yếu hơn so với đàn ấy hả. Em thì trầm hơn một chút. Vâng, như vậy là đánh chém lên đời muộn 11:30, còn sẻ thì đánh cùng như là lên đời sớm. Vâng, tầm này thì xin phép là bình thường là sẽ xem ra cầm chém, nhưng mà chém lên muộn thì là thôi, để cho em đảo qua máy của chim sẻ một chút. Mẫu 4 đó là đồng đội đang ra để ăn vàng ở đây. Ăn vàng đi, đóng nghe kìa. Em chào anh Ngô Văn Thường nhá. Em chào anh Phong. Chuyển sang với lại chú Mệnh nào. Vâng, hai nhà đang ôm nhau. Mẫu 2 thì đang trong nhà của bên của chú Mệnh. Con giò của Hồng Hai đến từ game thủ Hồng Anh. Trận đấu này thì bên phía đối bạn có Hồng Anh là người cầm bơ. Ý da, bơ lên đời còn nguyên bãi quả gần với khu vực nhà của họ. Bơ 2L, bơ 2L. Chất quân này thì chỉ cần Egypt có cung và Sumerian có P là tôi cảm giác rất là tự tin luôn. Chim sẻ báo về là có vẻ như cho son đánh theo dạng là có cung sớm, theo kiểu là cung ngang thẳng thì vậy. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Và chim sẻ vẫn đang tiếp tục bung thật mạnh ruộng cho son nhà rất kín và có tê đẩy đến từ game thủ quý vị. Bên này thì chú Mạnh cũng đang cố gắng để tìm những vị trí có dần ăn hoàng của Persian trong tay của game thủ Hồng Anh, kỳ cầm bóng 2. Vâng, bãi vàng đang bị bắn. Đây là một tôn dân khá đông của game thủ Hồng Anh. Chúng ta chưa có lạc đà. Vâng, bắt đầu có lạc đà, chúng ta nhìn thấy mặt nhà BA của game thủ Ivy ở hướng này. Có bề thủ dành cho game thủ chú Mạnh. Vâng, chạy đi đâu con sâu. Tôn dân của cho son cũng không bò gì cả. Persian thì không bánh xe, chúng ta không có công, hơi tiếc. Sẽ không ăn được quá nhiều dân ở vị trí này, nhưng sẽ cố gắng để ăn hết, cố gắng ăn hết sạch luôn. Rồi, như vậy là bắt được tân dân có ý đồ chạy sang nhà của đồng đội đến từ game thủ Hồng Anh. Chim sẻ với những con cung R đã nở đều thì chắc chắn thủ được tân đầu. Đánh cung A thì họ cũng sẽ mất một quãng thời gian tương đối lâu để có thể có được cung A. Sau khi lên đời thì mất một lượng thời gian để có thể lên được cung A một áo. Và trận đấu này đặc biệt là chim sẻ lên đời rất sớm thì chắc chắn là đội bạn sẽ chưa thể có cung A đẩy tới nhà chúng ta được. Và chính chim sẻ mới là người tự tin đi cung R. Đây là game thủ truy mệnh. Vâng, truy mệnh đang đi. Chỗ này rất nguy hiểm, bị nổ kìa. Bò trong. Bò cho sắc mép ấy. Bò đi. Chấp nhận truy mệnh mất giận, nhưng mà chim sẻ phải giữ được. Cho son đang đẩy cung xuống phía dưới. Vâng, như vậy là bắt được 3 con cung A đầu của cho son trong tay của game thủ BB. Vâng, bắt được 3 con cung A đầu. Màu 2 có cung không anh? Không có. Vâng, như vậy sửa E, tập trung sửa E. Bãi vàng thằng hai ngay đấy luôn đấy. Rồi E cũng bắt đầu bán thì đoạn tôi nghĩ là sẽ không dám đứng ở đây để mà đi nữa đâu. Đây là bãi vàng của game thủ Hồng Anh. Chúng ta đi vào bãi vàng của Hồng Anh. Vâng. Như vậy là lạc đà của màu 2 đã bắt đầu chạy rồi. Bãi vàng của Persian đã mất. Persian mất 7 dân, 6 dân lúc đầu. Và bây giờ đang bị bán bãi vàng. Màu 1 đang kéo ra để hỗ trợ. Chúng ta đang dùng những con cung cơ động để điều. Màu 1 đang giật cung A lại phía sau. Thì tơn dân này chắc chắn rằng sẽ mất hết dành cho Persian của game thủ Hồng Anh. Vâng, đến bên này thì game thủ chim Mạnh báo về là bơ đã bắt đầu yếu rồi. Mạnh cũng đang chém được cái gì đó ở phía trong. Chim sẻ đang bắn nốt tân dân ở vị trí nhà chính của Persian. Persian đã bắt đầu siêu yếu rồi. Cung giờ của chim sẻ công nghệ đang là thiếu chặt gỗ và thiếu giáp 4 cũng như là đầu máu. Chúng ta đang thiếu 3 công nghệ ở thời điểm này. Đẩy về thế cho son solo cùng với lại Egypt thì chắc chắn Egypt đánh giá là cửa trên hoàn toàn. Timeline chúng ta đang đè đội bạn Persian siêu bé rồi. Vâng, timeline là 55 dành cho chim sẻ. Đây là game thủ chim mệnh. Chim mệnh tham 28. Tầm này chim mệnh chỉ cần cứ sóc đều được ít nhất là 2P. Sau đó thì sóc cứ túc tắc 1L đều. Tầm này thì có thể chuyển sang sóc đơn hoặc là hỗn mã để đi quản tốt hơn. Có ca nhá. Bên kia BB đánh một tơn nhảy 4 ảo. Vâng, BB đánh một tơn nhảy 4 ảo. Và chúng ta sẽ chuyển sang màn hình máy của chim sẻ để xem chim sẻ gì. Móc từ 12 giờ xuống cũng là hướng móc được vì mặt nhà BA đóng ra vị trí trách ra hướng giữa bản đồ. Màu 2 đang chuẩn bị móc vào nhà chim sẻ một tơn. Bãi vàng của chim mệnh chạy đi. Màu 2 vẫn đang giữ được một tơn lạc đà là to. Nhà chim sẻ thì tạm thời kín hết rồi. Hai con phù thủy này khả năng cao là đứng lại để mà phù những con lạc đà này của game thủ Hồng Anh. Khoảng 8 con lạc đà trong tay của game thủ Hồng Anh đã phù được 2 con. Một con mới một con thôi. Và cung rồi chim sẻ bắn đi kìa. Chim sẻ sẽ bắn để hỗ trợ cho tơn dân của game thủ truy mệnh. Truy mệnh sẽ xăm vờ giữ dân không hề khó khi bị lạc đà được bạn hổ. Và kích đầu máu.
tiếp tục dí cao lên, sẽ hướng, sẽ công từ hướng nào? 12 giờ xuống đây là ốp thẳng nhận mặt nhà BA. Tôi nghĩ ốp thẳng mặt nhà BA sẽ tươi vì cung đội bạn chỉ là cung A một áo thôi, và thời điểm này cung A sẽ không có quá đông khi mà đấu quân liên tục với chúng ta, và đặc biệt là bạn đã lên 4. Lượng cung A của game thủ bi còn lại là chưa nhiều, timeline 50 mà timeline của chim sẻ không bé hơn timeline của game thủ BB là quá nhiều. Đánh 2k đến từ game thủ BB. Vâng, tăng 2k đến từ game thủ BB. Cung Nga, đây là những con cung Nga cuối cùng của game thủ BB ở trong trận đấu này. Lạc đà của đồng đội có không? Vâng, báo về lạc đà một hoài hết rồi, chính bệnh dí vào luôn. Dí vào luôn. Đảo một chút nhẹ. Thực ra thì cung G của Egypt nó là cửa trên hoàn toàn rồi. Tỷ số sẽ là 1-0 ở trong trận đấu đầu tiên, các bạn không còn cửa nữa. BB đi dài. 1-0. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Quá hay cho chúng ta ở trong trận đấu vừa rồi. Một không rồi.